Nghe phát là biết ngay ai rồi đúng không nào? Và hello anh em, mình là Nas đây. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về một bad boy khiến cho quỷ cũng phải khóc, nhưng lại bỏ tay trước với con ghệ. Một fuck boy nổi tiếng nhưng vẫn còn zin. Hãy chào đón chú tể chăn râu, ông trùm thiếu nợ, kẻ hủy diệt kem dâu. Đó chính là thợ săn quỷ Dante trong Devil May Cry. Và nếu như anh em tự tin mình là một fan của Dante, và anh em có biết cái tên gọi thứ hai của cửa hàng Devil May Cry chuyên nhận kèo hấp diêm máy quỷ của Dante là gì không? Ai biết thì nhanh tay comment để video sau được lên TV nhé. Còn giờ thì hãy subscribe và sẵn sàng cùng Maximum tìm hiểu về Dante nào. Cốt truyện. Dante và người anh em song sinh Virgil là thành phẩm của một điệu nhảy tango với quy dự của người mẹ phàm trần tên Eva. Và con quỷ mà Eva tôi hút phải lại chính là Spada, một dân chơi huyền thoại chốn địa ngục. Cả gia đình từng có một cuộc sống yên bình tại một ngôi nhà biệt lập cách thành phố Redgrave không xa. Spada dù là quỷ nhưng cũng làm tròn trách nhiệm của một người cha mẫu mực, đó là luôn có mặt và huấn luyện hai đứa con của mình. Dante trưởng thành mà không biết cha của mình là quỷ. Khi lên 8, hai nhóc con song sinh bán quỷ được mẹ tặng cho mỗi người một nửa mặt dây chuyền hoàn hảo, The Perfect Amulet. Một thời gian sau, Spada lìa trần với nguyên nhân không rõ, nhưng sự kiện tiếp diễn sau đó khiến cho Maximin muốn kết luận rằng ông đã bị chơi xỏ và úp sọt. Vì mẹ Eva và Dante cùng với Virgil cũng bị lũ quỷ đến tính sổ không lâu sau đó. Eva không may mắn bị giết. Dante và Virgil thoát khỏi vòng vây nhưng bị tách lạc nhau. Dante cho rằng Virgil cũng đã chết sau cuộc ám sát đó, nên từ bỏ mọi thứ lại để ẩn mình khỏi lũ quỷ bằng một danh tính mới, Tony Redgrave. Cái tên đó sớm nổi tiếng trong giới lính đánh thuê, mang lại cho Dante kha khá khách hàng cũng như các người bạn đồng hành lẫn kẻ thù. Trong số đó, nổi bật nhất là Juver, một chàng trai cao ráo, giấu mặt sử dụng katana điêu luyện, và Neil Goldstein, một nữ thợ làm súng nổi tiếng nhất giới đánh thuê. Họ cùng đồng hành với nhau cho đến khi Neil ngửi được mùi không lành từ Juver. Cô cảnh báo Dante về hắn ta, nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ một cách nhanh chóng khi lũ Demon lần lượt xuất hiện theo số đông. Juver hóa ra là kẻ điều khiển bọn Demon, còn Neil đã thiệt mạng sau một vụ nổ được sắp đặt tại cửa hàng của cô. Neil để lại cho Dante cặp súng huyền thoại Ebony và Ivory, và anh sử dụng nó để đối đầu với Juver ở cuối trận đọ kiếm. Cả hai xa đạn nhau và Dante có một pha hoảng hồn khi thấy Juver có diện mạo giống y hệt như Virgil, nhưng không phải Virgil. Một thời gian sau, Dante vẫn tiếp tục hành nghề đánh thuê, và nhiệm vụ lớn lần này là đi tìm cô nàng Alice bị mất tích. Với giá tiền 4 triệu đô, Dante khó lòng từ chối và đi tìm Alice. Tuy nhiên, cô không phải bị bắt cóc bởi kẻ xấu, mà ngược lại, cô tình nguyện dâng hiến thân mình cho quỷ dữ. Alice biến thành quỷ và buộc Dante phải sử dụng sức mạnh Spada anh luôn ẩn giấu để đánh bại nhưng không sát hại cô. Tất cả sự việc lùm xùm vừa rồi cũng chỉ là một mưu kế của tên Bạch Thố, The White Rabbit. Hắn muốn chiêm ngưỡng sức mạnh của Spada và trận đấu vừa rồi đã làm cho hắn thỏa mãn. Hắn cũng là người thuê anh làm nhiệm vụ tìm Alice, nên tính ra nó đã được hoàn tất. Hắn trả anh mức tiền thưởng rồi ngỏ thêm lời mua lại mặt dây chuyền của anh. Dante từ chối, nên hắn sai Alice đi đánh cắp nó trong lúc anh thả nó ra để vào nhà tắm. Alice dẫn dụ Dante đuổi theo đến một nhà thờ. Tại đó, anh hội ngộ lần đầu với Virgil. Dante mừng về người anh em song sinh mình còn sống, nhưng sớm phát hiện là mục đích của cả hai đối nghịch nhau. Hai người đánh nhau để giành chiếc mặt dây chuyền của Dante và Virgil đã thắng. Mà kỳ lạ thay, Virgil trả lại nó cho Dante rồi cả hai tạm thời đường ai nấy đi. Sau khi sửa sang lại cửa tiệm của mình với tiền thưởng, Dante chưa kịp chính thức mở cửa thì Arkham đã tìm đến chuyển lời mời anh tham quan Temenikuru, một tòa tháp khổng lồ có khả năng trở thành cánh cổng kết nối thế giới quỷ. Dante một lần nữa không thể từ chối vì nó là một lời mời đặc biệt đến từ phía Virgil. Trên đường, anh gặp phải Lady, một thợ săn quỷ đang truy đuổi Arkham. Người kế tiếp là Jester, một tên hề khả nghi luôn chủ động giúp Dante trong lúc di chuyển trong tháp. Lên tới đỉnh tháp, Dante và Virgil có một trận tài đấu. Dante bị đánh bại và bị chính thanh Rebellion của mình đâm xuyên ngực. Tình cờ thay, khi Rebellion nếm được máu của chủ nhân, nên nó đã biến đổi kích hoạt sức mạnh Demon Trigger bên trong Dante. Với sức mạnh mới, Dante đi tìm Virgil để làm hòa tỷ số cũng như lấy lại mặt dây chuyền. Trong lúc đang đánh hiệp 2, Lady chen ngang và đòi giết Virgil vì tính rằng anh là thủ phạm dụ dỗ cha cô vào con đường tà đạo. Nhưng sự thật hoàn toàn nằm ngoài vùng mong đợi của cả cô, Virgil và Dante. Hóa ra, Jester và Arkham là một.
và hắn đã dụ tất cả đến đây để hắn mở cánh cổng của quỷ giới cho hắn đi chiếm sức mạnh của Sparta cho chính hắn. Trên đường đi giết Arkham, Lady và Dante đổ súng giành nhau quyền kết liễu hắn ta. Dante thắng và Lady tặng cho anh khẩu đại pháo của cô để kết thúc việc cô không thể làm tại địa ngục. Arkham đã đi trước một bước và đã chạm tới Fox X. Hắn sở hữu Demon Form của Sparta trong một thời gian ít ỏi rồi biến thành một quái vật không mặt không mũi. Virgil xuất hiện để hợp sức với Dante, hạ gục tên ngoại đạo đang dám cả gan chạm đến báu vật gia truyền của nhà Sparta. Và sau đó, Dante và Virgil tiếp tục quay ra tái đấu để giành quyền sở hữu sức mạnh của Fox X. Lần này, chàng Tony Redgrave đã thắng. Anh quay về nhân giới khi người anh em song sinh của mình lựa chọn ở lại địa ngục. Về tới nhà, Dante chính thức mở cửa hàng diệt quỷ của mình với các thương hiệu Devil May Cry, cái tên anh lấy từ một câu nói của Lady. Một thời gian sau khi Devil May Cry mở cửa, Dante bị Triss tấn công ngay tại văn phòng để thử sức anh. Cô đến giao cho anh nhiệm vụ tiêu diệt chú quỷ Mandus tại đảo Molet. Tại ngôi lâu đài trên hòn đảo, Dante dễ dàng hạ gục nhiều con demon lóc chóc. Đó là cho đến khi anh gặp phải Nilo Angelo. Con quỷ đó cân tài cân sức với Dante, nhưng bức thanh linh bỏ đi khi thấy được mặt di chuyển của anh. Hóa ra, nó chính là Virgil. Anh ta bị Mandus đánh bại trong địa ngục và giờ đang bị hắn ta điều khiển. Khi Dante đánh bại Nilo Angelo, một nửa mặt di chuyển của Virgil hợp nhất với cụ Dante, khiến cho thanh Fox Edge biến thành thanh Sparta huyền thoại, hình dạng thật sự của nó. Và sau đó, Dante bị Triss dụ rơi vào một trận sinh tử với một con quái vật khác của Mandus. Tuy nhiên, với sức mạnh của Sparta, Dante thắng trận rồi hành động theo bản năng cứu Triss khỏi trận sụp đổ, dù cho cô đã phản bội anh. Hành động trượng nghĩa đó của anh sớm được Triss đền đáp bằng cách cứu mạng anh khỏi một đòn chơi xấu của Mandus. Phẫn nộ trước cái chết của Triss, Dante kích hoạt sức mạnh của Sparta và biến thân hình thành hình dạng của cha mình để tiêu diệt Mandus. Sau chiến thắng, Dante bỏ lại mặt dây chuyền và thanh Sparta ở lại với Triss rồi rơi khỏi lâu đài. Tuy nhiên, Mandus vẫn chưa chết và quay lại đòi mạng Dante. Trong lúc tất thế vì bỏ lại sức mạnh của Sparta với Triss, cô nàng bất ngờ xuất hiện và ban cho anh sức mạnh cần thiết để phong ấn Mandus lại thêm lần nữa. Mọi chuyện chính thức chấm dứt tại hòn đảo này. Triss khóc lóc xin Dante tha thứ. Anh an ủi cô và bảo rằng Devil May Cry. Và nếu như cô biết khóc, điều đó có nghĩa cô không phải là một con quỷ dữ. Thế là Dante hốt thêm được cô em xinh tươi về với đội của mình. Cùng với Lady và Triss, cửa tiệm đánh thuê và làm mướn của anh giúp đỡ được rất nhiều người phàm lẫn dẹp loạn các quỷ lộng hành. Tuy nhiên, mọi số tiền thưởng mà họ có được đều bị Lady và Triss thâu tóm vì anh mắc nợ họ tiền cờ bạc. Rồi một ngày đẹp trời, một cô nàng nọ tên Lucia đến tìm Dante thì mọi chuyện mới bắt đầu thú vị thêm. Arius, một ông trùm dân buôn quốc tế, đang ham muốn sử dụng sức mạnh của Argosas để thống trị thế giới. Cũng giống như Lady trước đó, Dante và Lucia đều giành nhau trách nhiệm tiêu diệt Argosas ở phút cuối. Nhưng lần này Dante mượt hơn, hiểu ý phụ nữ hơn nên dễ dàng lừa cô nàng bằng trò 4 đồng tiền. Sau khi thắng kèo bằng đồng tiền hai mặt chống nhau, anh lao vào quỷ giới để tiêu diệt tên chú quỷ rồi mắc kẹt lại ở bên trong. Thay vì tìm cách mở lại cánh cổng, Dante thích thú lao thẳng sâu hơn vào bên trong chốn địa ngục đỏ. Rồi bằng một điều thần kỳ nào vẫn chưa được làm rõ, Dante quay trở lại thế giới con người trên chiếc mô tô của mình. Một nhiệm vụ hấp dẫn khác lại đến được tay của Dante khi Lady đến nói với anh về một giáo hội mang tên Order of the Sword. Tại thị trấn cổ Fortuna, giáo hội tôn thờ Sparta này đang thu thập các Evil Arms để kích hoạt bức tượng The Savior, một con quỷ nhân tạo của họ làm ra. Để điều khiển được nó, họ phải có thanh kiếm và máu của Sparta. Dante nhìn thấu các kế hoạch này nhờ vào công thâm nhập và trà trộn của Triss. Tại một giáo đường, Dante gặp được Dero và bắt đầu nhồi nhét vào cái đầu thằng nhóc bị thịt này những kiến thức về demon mà nhóc chưa hề biết. Dante thoạt đầu muốn lấy lại thanh Yamato mà nhóc đang cầm trong tay để đánh việc giáo hội sở hữu cả hai thanh Sparta lẫn Yamato để kích hoạt The Savior. Nhưng vì anh chàng đang bí yêu này cần nó để cứu cô vợ tương lai Kairi, nên Dante đã để lại cho Nero xài. Nhưng cuối cùng, Dante vẫn phải tự tay giải quyết mọi thứ khi Nero thất bại và để Yamato rơi vào tay của bọn xấu. Lấy lại được thanh Yamato, Dante đánh thức Nero đang nằm bất tỉnh bên trong The Savior bằng cách trao lại của cậu thanh kiếm. Từ bên trong đó, Nero xử trảm cái điều khiển The Savior và cứu lấy Kairi, chấm dứt cuộc chiến tại Fortuna. Nero muốn trả lại cho Dante thanh Yamato nhưng anh từ chối. Anh bảo nó là món quà duy nhất xứng đáng để tặng cho nhóc.
Dante tin tưởng giao phó nó lại cho Nero rồi bỏ đi. Cũng vì chuyện tươi của gia đình nhà Spada khiến cho mọi thứ nó rối tung lên, mà tiền thưởng của Dante và Triss sau nhiệm vụ này chẳng còn bao nhiêu. Mà đã xui rồi càng xui thêm, cửa tiệm Devil May Cry sớm bị cúp điện lẫn nước vì ế không có tiền trả bill. Trong bế tắc, bỗng dưng quý nhân xuất hiện, kẻ đó là Vi. Điện và nước của cửa hàng ngay lập tức được bật trở lại vì Vi đã trả hết số nợ cho Dante, nhằm đưa anh vào thế bắt buộc phải làm việc cho hắn. Tuy nhiên, chỉ khi nghe cái tên Virgil từ miệng của Vi, thì Dante mới có đầy đủ động lực để vác kiếm ra chiến trường. Trong nhiệm vụ lần này, Dante và hai bóng hồng Lady Twist đối đầu với Urizen nhằm phá hủy cây Clifford, thứ đang dần thâu hóa thành phố Redgrave. Tuy nhiên, tất cả đều đại bại. Khi Nero xuất hiện để viện trợ, Dante dồn hết sức lực để gượng dậy đấu hiệp 2 với Urizen để câu giờ cho nhóc bị thịt bỏ trốn. Dù có Devil Trigger lẫn thành Spada, Dante vẫn dễ dàng bị hất tung ra xa, rồi anh rơi vào một cơn hôn mê kéo dài một tháng trời. Khi thức dậy với bộ đầu mới đậm chất một ông chú già gần, Dante được Vi cảnh báo là nên nhanh chân quay về tái đấu với Urizen trước khi Nero nhanh chân hơn và lao đầu vào đó tự sát. Trên đường, anh đánh bại Cavalier Angelo, giải cứu Triss từ bên trong thân thể của nó. Sau đó, anh tiện đường ghé qua ngôi nhà cũ của mình và nhớ lại vì sao mình có được sức mạnh Devil Trigger. Dante nghiệm ra Yamato có sức mạnh phân tách, thì Rebellion sở hữu khả năng hợp nhất nên anh đã đánh liều tự đâm mình bằng Rebellion rồi hấp thụ nó vào người, dẫn đến sự thức tỉnh của sức mạnh Shin Devil Trigger. Với sức mạnh mới, Dante đánh bại Urizen, mặc cho nó có ăn vào quả máu của Clifford để gia tăng sức mạnh. Trong lúc Urizen suy yếu, Vi nhân cơ hội hợp nhất lại với tên chú quỷ để hoàn hình trở lại thành Virgil. Dante muốn dứt cuộc chiến gia phả ngay và luôn, nhưng Virgil chỉ tiếp chiều khi mà người anh em của mình hồi lại đầy đủ sức. Hắn ta hẹn anh ở trên đỉnh cây Clifford để tái đấu. Chính lúc này, Dante mới tiết lộ cho Nero rằng nhóc là con trai của Virgil. Và chính vì thế, Nero không có quyền ra tay giết Virgil, thằng cha già của nhóc. Ông chú Dante không muốn nhóc phải trải qua những cảm xúc mà Lady từng trải qua khi cô tự tay giết chết Arkham. Theo logic của Dante thì chỉ có anh em trong nhà mới đâm chém giết nhau được thôi. Sau khi hồi sức, hai anh em nhà Spada tiếp tục ẩu đả với nhau. Trong hiệp này, họ sẵn sàng chấm dứt mọi ân oán nhưng lại bị Nero bất ngờ xuất hiện ngăn cản. Dante bị thằng cháu đấm vào mồm khi định ngăn cản nó trả đũa với thằng cha năm xưa chặt tay nó. Mệt mỏi, ông chú nhà ta buông xuôi để cho hai cha con nhà Virgil tự xử với nhau. Sau khi Nero đánh thắng cha mình một hiệp, Dante lẫn Virgil nhận cảm được cây Clifford cần phải bị tiêu diệt ngay lập tức. Và cách duy nhất là đốn đổ nó từ bên trong quỷ giới. Dante dứt khoát không cho Virgil rời mắt anh một lần nữa, nên đi cùng người anh song sinh xuống địa ngục, nhường lại sân chơi nhân giới cho Nero. Khi nhiệm vụ hoàn thành, hai anh em tiếp tục đọ kiếm với nhau, nhưng lần này là để so tài vượt mặt nhau chứ không phải để giết nhau nữa. Phân tích sức mạnh. Nếu xét về sức mạnh thì khỏi phải bàn là Dante là dân trời thứ dữ. Với dòng máu của Spada, một con demon cao cấp được ví như thần chảy bên trong huyết quản, Dante sinh ra đã là hoàng tộc của giới demon. Mặc dù là một nữ quỷ, sức mạnh của anh ta vẫn đủ để đạp lên đầu bất cứ một con quỷ bình thường nào mà không cần phải đích thân biến thành quỷ. Dante đã tháo dỡ Temen Nikuru, phong ấn lại Mendes, giết Agosas và phá hủy cổng địa ngục của Fortuna. Như đó chiến công thôi cũng đủ để vượt mặt cả người cha Spada huyền thoại. Trước khi ta kể về các loại chiêu thức khoa trương của ông chủ cửa tiệm Devil May Cry, thì ta phải nhắc tới cái sức mạnh nội tại trước cái đã. Vì thiếu nó thì Dante không thể là Dante đâu nhé. Trước hết thì phải nói đến hầu như mọi loại sức mạnh cường hóa bản thân Dante đều có. Anh chàng Redgrave sở hữu bề ngoài có chút mỏng so với các lực sĩ phương Tây, nhưng như vậy không có nghĩa là lực tay và sức chịu đựng của anh là thấp kém. Anh dễ dàng áp đảo mọi con quỷ to nhỏ mà còn dư sức nhảy nhót mừng thắng, ăn đạn của Lady vào đầu mà không xi nhê, ăn vào mặt liên tục đòn Devil Bringer của Nero mà không phai tàn nhan sắc, bị xiên thịt nhiều lần bởi Rebellion mà lần nào cũng tiếp tục đứng dậy. Điều này chứng tỏ rằng
Dù không bình đồng da sắt, khả năng hồi phục và tái tạo của anh đủ nhanh để cho bề ngoài thấy được rằng anh sở hữu khả năng bất tử. Có một thân hình chắc da chắc thịt nhưng không phô trương cơ bắp cuồn cuộn, cũng có một lợi thế lớn, đó là tốc độ và sự linh hoạt. Tên tê dễ dàng di chuyển như The Flash, quan sát đòn đánh và tạo đạn bay trong chế độ slow motion như có Sharingan. Đó chính là thành quả của cuộc huấn luyện anh nhận được từ bé. Lúc đó, Dante đã có thể cắt đôi hạt mưa và không có giọt nước nào có thể thoát khỏi anh nếu nó nằm trong tầm với của thanh kiếm. Không những có kiếm, mà hầu hết mọi loại vũ khí rơi vào tay của chàng trai tóc trắng này đều được sử dụng nhuần nhuyễn. Từ côn tam khúc Cerberus đến song đao Arnie và rút ra, tới một cây đàn guitar điện mà anh cũng đem ra chặt chém lưu quỷ được luôn. Rồi đến lúc chán đánh cận chiến thì Dante lúc nào cũng có thể dựa dẫm vào tài thiện xạ của mình để hoàn tất công việc. Độ chính xác của anh đáng sợ đến mức anh có thể sử dụng viên đạn để tăng tốc độ bay của Rebellion bằng cách bắn thẳng vào cán kiếm. Đồng hành cùng cái thể chất siêu phàm đó là cái năng lực siêu nhiên như điều khiển năng lượng âm giới trong không khí. Nhờ vào đó mà Dante có thể tạo ra các vật thể từ không trung giúp anh nhảy cao hơn, hoặc là tạo ra các thanh kiếm năng lượng để tấn công kẻ thù. Chàng Tony Redgrave còn có khả năng ngoại cảm đặc biệt với Rebellion và các Devil Arm khác nữa. Các thanh vũ khí luôn hiểu ý của anh và phát huy sức mạnh của chúng đúng nơi và đúng thời điểm. Cũng giống như Thor thì có cây búa Mjolnir, Rebellion cũng biết bay đến tay của chủ nhân khi nó được gọi. Và cuối cùng, không thể không nói đến thứ tạo nên tên tuổi của Sparda, sức mạnh gia truyền con nối của cái gia đình phức tạp này, đó là Devil Trigger. Thật chất, đây không phải là sức mạnh độc quyền của Dante, Virtual hay Sparda. Bất kỳ demon nào hoặc bán demon có đủ sức mạnh và hiểu được tiềm năng của mình thì vẫn có thể sử dụng nó. Tiêu biểu là Triss, Lucia đều có Devil Trigger. Tuy nhiên, gia đình Sparda đặc biệt ở điểm mức độ đột phá thành Sin Devil Trigger. Dante có hai lần có đủ sức mạnh này là nhờ vào thành Rebellion mà cha anh để lại. Lần đầu là do Virtual đâm phụ, lần hai là anh tự xử. Và nhờ có sở thích sưu tầm Devil Arm cũng như có các mối quan hệ đặc biệt với chúng mà Dante sở hữu các hình dạng khác nhau khi kích hoạt Devil Trigger trong lúc mang trên mình các Devil Arm đó. Khi Devil Trigger với Rebellion, anh mang hình dạng đặc trưng và dễ nhận biết nhất của mình, bộ đồ tông đỏ đen và hào quang màu của máu. Mọi thể chất trong hình dạng này đều được gia tăng đồng đều và cân bằng nhất. Còn với Cerberus, tốc độ của anh sẽ gia tăng vượt trội hơn. Khi sử dụng Alastor, Dante sẽ còn có thể bay và các đòn đánh xa được cường hóa bởi lôi điện. Với Arnie và Dura thì sức mạnh vật lý lẫn khả năng sát thương nguyên tố băng lửa được tăng cường. Nhắc tới lửa thì không thể bỏ qua Ifrit. Nó không mang lại nhiều các chỉ số cường hóa như các Devil Arm khác, nhưng nó có lửa và một đòn AOE cực khủng. Ngoài cái thế toàn công không thủ trên thì Dante vẫn sở hữu những Devil Arm mang tính chất hộ thân nhưng kém ưa chuộng hơn như Neven với khả năng khôi phục làm trọng điểm và Beowulf với châm ngôn phòng thủ là tuyệt đối. Tất cả những hình dạng trên mà có hợp lại thì cũng không thể sánh bằng Devil Trigger dạng Sparda trong trận chiến với Mandus. Khi đó, Dante mang trên mình thanh kiếm Sparda và Perfect Arbalest. Chỉ tiếc một điều là vì quá bá đạo, nó chỉ tồn tại một lần duy nhất trong trận chiến cuối cùng trong Devil May Cry 2. Gần nhất với Sparda Devil Trigger thì chỉ có thể là Sin Devil Trigger, một dạng sức mạnh thần thái đến mức không còn phải đi bộ nữa. Ở dạng này, Dante luôn lơ lửng trên không trung, do đó di chuyển cực kỳ nhanh chóng và linh hoạt. Anh sở hữu hầu hết tổng thể các kỹ năng thông dụng và mạnh nhất của các Devil Arm cộng lại. Tiêu biểu như đòn AOE đấm mặt đất diện rộng lấy cảm hứng từ Ifrit, đòn Stinger áp sát từ xa như Alastor và lốc xoáy của Neven. Thậm chí khả năng tấn công dồn dập của Ebony và Ivory cũng được áp dụng vào với đòn xả đạn năng lượng lửa. Và tất nhiên, vòng cuối thì phải tuyệt chiêu cuối. Ultimate của Sin Devil Trigger có tên là Phán Xét Judgment. Khi sử dụng nó, toàn bộ năng lượng SDT sẽ bị cạn sạch ngay lập tức. Nhưng một khi kích hoạt, dù không còn SDT, Dante vẫn sẽ hoàn thành chuỗi combo chết người đó. Tuy có cái sức mạnh khiến cho quỷ khóc thần sầu, đó cũng không phải là hoàn hảo. Sức người rồi cũng có hạn. Dante dẫu gì cũng là một bán yêu nên cũng phải ăn, phải nghỉ rồi mới có sức. Nếu trận chiến kéo dài thì dấu hiệu suy nhược của Dante hiện lên thấy rõ. Điển hình là khi Arkham, một con quỷ thấp hèn vẫn có thể chà đạp và lăng mạ hai anh em nhà Sparda khi bọn họ đã sử dụng quá nhiều năng lượng trước đó. Và có vẻ như dù duy lân hồi sinh trở dậy sau khi bị đánh bại nặng nề, nếu trong khoảnh khắc hôn mê đó có một ai tận dụng được thì việc kết liễu được Dante là một điều nằm trong phạm vi khả thi. Vì đã suýt làm được điều đó khi hắn ta tìm ra Dante khi anh bị Urizen đánh cho tê tả. Mà cũng hên là không có gì mạnh bằng cái hào quang của nhân vật chính, nên còn lâu ta mới chứng kiến được cảnh Dante chết dưới tay của bất kỳ ai.
Cái tên Dante dù cũng phải là độc quyền dành riêng cho tựa game Devil May Cry, bởi vốn dĩ nó cũng xuất thân từ một nhà thơ nổi tiếng tên Dante Alighieri. Các bài thơ của ông cũng được sử dụng nhiều trong các tình tiết của game, nhưng vai diễn của anh chàng Tony Redgrave trở nên quá được ưa chuộng, đến mức trở thành một bóng cây cổ thụ che bóng hết các tên Dante khác về sau. Khỏi nói đâu quá xa xôi, cái bản reboot của Devil May Cry phát hành, dạng Dante nọ ngay lập tức bị cộng đồng fan thất sủng và đặt cho biệt danh Dante, vì anh bạn chỉ là một Dante giả mạo. Trong mắt các fan đông đảo, Dante chỉ có một, đó là chàng trai tóc trắng bất cần đời, thích màu đỏ, thích ăn pizza, nghiện cờ bạc và tờ ơ với thính gái. Cái mác thương hiệu của anh lớn đến nỗi khi Capcom muốn thay thế anh bằng Nero, nhưng không thành. Vì thế, người chơi mới có thể tiếp tục cuộc hành trình diệt quỷ và hành trình trưởng thành của Dante tại Devil May Cry 5 ở vai trò là một ông chú già gân. Không biết điều này có làm anh em nhớ đến một nhân vật chọc đầu nào cũng nằm ở vị trí tương tự không ha? Ngoài ra, Dante còn được bầu chọn là một nhân vật sexy nhất trong bảng xếp hạng nhân vật game mới của thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 bởi GamesRadar, sánh vai với cô nàng Lulu trong Final Fantasy X ở hạng mục năm 2001. Sự nổi tiếng và sức hút không thể chối cãi của Dante đã mang về cho anh nhiều vai diễn khác ở những tựa game đối kháng khác của Capcom, trong đó bao gồm Marvel vs Capcom và gần đây nhất là trò đánh bài không theo lượt Japan. Ngoài ra, các hãng pizza ở Nhật Bản cũng tận dụng hình ảnh Dante đam mê món bánh ý này mà sử dụng giọng nói và khuôn mặt anh làm quảng cáo. Ngay cả cộng đồng Nintendo cũng phải hóng dài cổ chờ đợi ngày anh được gia nhập dàn nhân vật của Super Smash Bros. Tuy nhiên, vào thời điểm ngày 29 tháng 6 năm 2021, hình ảnh Dante được áp dụng vào game, nhưng chỉ là một skin cho nhân vật đấu sĩ Mii, khiến cho cộng đồng fan của Super Smash lẫn Devil May Cry phẫn nộ trên mạng Twitter. Chính nghĩa nào cho anh tôi khi bị biến thành một nhân vật kém sang, kém thần thái như vậy hả trời? Maximum mong đây chỉ là một cú troll tạm thời của Nintendo, và trong một tương lai không xa, Dante sẽ có được vị trí thích đáng trong thế giới của Nintendo. Mà có hay không đi chăng nữa, thì nó cũng không thay đổi được vị trí quan trọng của anh trong lòng của game thủ chúng ta phải không nào? Đó là tất cả những gì Maximum có thể tổng hợp lại trong một video về anh chàng Dante. Tất nhiên là còn nhiều ẩn khuất xoay quanh anh chàng nhân vật chính của chúng ta. Nếu mình có bỏ sót các chi tiết nào thì các anh em có thể để lại một bình luận bên dưới nhé. Cũng như nếu có các khía cạnh nào về Devil May Cry anh em muốn Maximum đào bới thêm tìm hiểu thì cứ cho gợi ý nhé. Giờ thì đã xem đến cuối video rồi thì đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật các video thú vị từ Maximum. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.